Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Anh hùng xạ điêu Lý Á Bằng bị chỉ trích vì liên tục nhắc đến tên vợ cũ Vương Phi. Mới đây, nhiều người chỉ trích Lý Á Bằng lợi dụng nhân tiếng vợ cũ Vương Phi để thu hút lưu lượng trên mạng xã hội. Trong chương trình livestream thực hiện cùng vợ, Hải Hà, Kim Hỷ, Á Bằng hát ca khúc nổi tiếng của vợ cũ, danh ca Vương Phi. Tay tự hỏi Kim Hỷ, em có muốn hát với anh bài này không? Kim Hỷ đáp, em muốn nghe chị Phi với anh hát, anh và chị Phi hát hay hơn. Cụm từ khóa Lý Á Bằng bạo vợ hát ca khúc của Vương Phi vào danh sách chủ đề được chú ý nhất trên Weibo. Hàng nghìn người nhận xét tài tử lợi dụng tên tuổi của Vương Phi để tăng lượt xem và tương tác trên chương trình livestream của anh. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ không còn vướng bận quá khứ nên thoải mái nhắc đến Vương Phi. Điều đó không có gì chê trách. Hơn nữa, Hải Hà Kim Hỷ từng nói cô là fan của danh ca. Lý Á Bằng và Vương Phi ly hôn năm 2013, họ có con chung Lý Yên, hiện học ở châu Âu. Năm 2014, Vương Phi tái hợp bạn trai cũ tại Đình Phong, còn Lý Á Bằng đi bước nữa với Hải Hà Kim Hỷ năm 2019, con gái của họ năm nay 2 tuổi. Những năm qua, Lý Á Bằng gặp khó khăn về tài chính, công ty của anh phải sa thải hàng trăm nhân viên. Ngoài ra, nam diễn viên bị tố nợ lương của nhiều nhân sự, vợ chồng tài tử phải thường xuyên livestream bán hàng để mưu sinh. Tôi là kẻ thất bại, vụ việc lần này khiến tôi sáng mắt ra, sự thiếu thực tế, không biết lượng sức mình khiến tôi khốn đốn, Lý Á Bằng chia sẻ. Vào tháng 3, nam diễn viên khóc khi livestream, anh kể về hoàn cảnh bi đát thời gian qua. Theo Lý Á Bằng, anh phải ăn đồ trên mạng suốt một tuần, tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần đều không ổn, chất lượng cuộc sống giảm sút so với trước đây. Về phía Vương Phi, cô vẫn có chuyện tình kín tiếng bên Tạ Đình Phong. Lần hiếm hoi cả hai xuất hiện bên nhau là vào tháng 2. Tại sân bay, khi ấy hai ngôi sao trở về Trung Quốc sau chuyến du lịch tại Nhật Bản, họ che kín gương mặt với mũ và khẩu trang. Con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng là Lý Yên đã bước sang tuổi 18. Cô vừa chạy qua ca mổ thứ tư để sửa lại phần miệng hở hàm ếch, rứt môi. Những năm qua, Lý Yên theo học tại College Alpine Pelt Solid, trong một trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 đô mỗi năm. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.